Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị và ngang thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu một căn villa mini phố góc hai mặt tiền đường. Với lợi thế diện tích chiều ngang gần 7,5m, nhà mình ngay trung tâm phường 16 quận Gò Vấp, liền kề với Latte Mart Nguyễn Văn Lượng và Cityland, một vị trí rất là đẹp luôn nè. Có mặt bên trong khu dân cư của ngôi nhà hôm nay với khách hàng mình, với vị trí tọa lạc ngay trục đường Thống Nhất giao với đường Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp này cả nhà. Nhà mình trong bán kính 100m là cả nhà đã di chuyển ra chợ trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 kế bên trường Nguyễn Du, trường Phan Tây Hồ, ngay vị trí trung tâm phường 16 quận Gò Vấp, liền kề với khu Cityland Nguyễn Văn Lượng và Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng, một vị trí tương đối đẹp luôn. Tại đây cả nhà mình di chuyển về ngã năm Gò Vấp tầm khoảng 7 đến 10 phút và cách sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là các quận trung tâm chỉ từ 15 đến 20 phút di chuyển. Và đây là trục đường đi vào bên trong nhà mình. Với vị trí này thích hợp vừa ở, mở phòng công ty, kinh doanh tiệm nail, spa nhỏ nhỏ tại nhà cũng được luôn. Đường này là xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ chúng ta di chuyển vào tận nhà. Một căn nhà duy nhất hiện nay nằm trong phân khúc giá bán 7 tỷ hơn mà tọa lạc ngay vị trí góc hai mặt tiền đường nữa cả nhà. Với công năng thì đầy đủ mà lợi thế diện tích chiều ngang còn lên tới 7m3 nữa chứ, tương đối thông thoáng luôn. Căn góc hai mặt tiền đường, một căn duy nhất hiện nay luôn. Đây, mẫu kiến trúc hiện đại đẹp lắm cả nhà ơi. Một trệt một lửng hai lầu, có thêm ban công sân thượng bên trên được gia chủ sử dụng với tông màu là màu trắng chủ đạo cho nhà mình. Bao bọc xung quanh đó là được gia chủ mình có chỗ ban công ở bên ngoài thoáng lắm luôn á. Nhà mình thuộc hai hướng chính, một hướng chính phía trước của mặt tiền chính phía trước này á, mặt hướng này nè cả nhà, là thuộc hướng chính là hướng nam nè. Đây, hướng này là hướng nam phù hợp khách hàng mình, cứ hướng mệnh là đông tứ trạch. Còn nếu mà cả nhà mình hợp hướng mệnh là tây tứ trạch thì mình lấy cái cửa bên này cũng được, thuộc hướng chính là hướng tây đó. Hai hướng để cả nhà mình lựa chọn cho mệnh phong thủy của mình luôn. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, hai lầu thêm ban công sân thượng bên trên. Sổ hồng thì chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Với diện tích chiều ngang là 7m3, chiều sâu vào là 8m. Công năng sử dụng bên trong nhà rơm, phòng khách, phòng bếp. Bên trên có tổng là 3 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công sân thượng đầy đủ. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 7 tỷ 850 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Toàn liên số chợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Mình có hai lối cửa này cả nhà đi bằng lối cửa bên này cũng được, hoặc lối cửa phía bên đây cũng được luôn. Căn góc thiết kế rất là thoáng luôn á. Và Hằng Ni di chuyển vào bên trong ngôi nhà để cả nhà mình cùng tham quan nè. Vài bữa nữa là căn này là xong là lên sóng nữa cả nhà. Căn đó là vị trí đường kinh doanh mua bán luôn á. Đợi vài bữa xong Hằng Ni sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Và nhà mình được gia chủ trang bị gồm hai lớp cửa nè, một lớp cửa sắt bốn cánh phía trước, bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực. Đó, khu vực tầng lửng của mình được gia chủ mình sơn hiệu ứng với tông là màu xám, nhìn rất là nét luôn. Đẹp chưa? Bao bọc xung quanh là những khu vực trồng cây, trồng hoa, trồng cang trái phía trước cũng được luôn nè cả nhà. Gia chủ mình có chỗ cửa sổ ra bên ngoài, rồi bên trong có trồng cây xanh. Và Hằng Ni đang có mặt tại khu vực tầng trệt đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Phòng khách, khu vực để xe. Nhà mình với lợi thế diện tích chiều ngang đó là 7m2, chiều sâu là 8m, cho nên bước vào nhà cái độ thông thoáng rất là cao luôn á. Bao bọc xung quanh là những cái ô cửa sổ, rồi lớp cửa di chuyển ra bên ngoài. Cửa nào ra vào đều được gia chủ trang bị là hai lớp cửa, rất là an toàn cho đại gia đình của mình ăn xưa kinh sống. Và chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi nè. Đó, gia chủ thiết kế cho mình bo tròn uốn lượn đẹp quá ha cả nhà. Và khoảng này thông tầng nhìn lên bên trên. Bên trên mình có đèn chùm chằng chịt trực cấp, đèn led âm trần. Với tông là màu trắng, tông hiện đại cho ngôi nhà của mình.
Đây, đẹp quá ha cả nhà. Tivi mình treo tường bên trên nè. Đây, mảng tường này được gia chủ mình ốp những cái tấm da gỗ và tấm da đá, thêm hệ thống đèn led chiếu sáng và toilet sử dụng tại tầng trệt, đầy đủ các trang thiết bị. Còn vệ sinh lavabo đường soi, toilet thì gia chủ thiết kế tương đối rộng luôn cả nhà. Lâu lâu mới thấy một căn nhà thiết kế toilet thoải mái như vậy. Và thêm bộ được gia chủ ốp xếp vào bên trong tường nè, ốp đá hoa cương, bên dưới có đèn led chiếu sáng. Nhà này được gia chủ sử dụng với tông màu trắng và cùng hàng này chúng ta ngắm như là một lần nữa từ bên trong nhìn ra phía trước. Thì em di chuyển tiếp tục lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Đó, mình có tủ để giày dép, tủ để nón bảo hiểm luôn cả nhà. Nhà thoáng quá. Nhà mình ban ngày thì không cần sử dụng điện quá nhiều đâu, bởi vì bao bọc xung quanh là được gia chủ mình thiết kế cho mình những cái ô kính để sáng, để gió là đầy đủ luôn cả nhà. Và gia chủ dành hẳn riêng tầng lửng bên trên làm gian bếp. Cùng hàng này chúng ta di chuyển để tham quan. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Đó, ngay khu vực thang bộ của mình đã cho chủ thiết kế cho một cái vòng hoa mini ở đây nữa chứ. Không gian nào cũng rất là chăm chút cho nhà phố này luôn. Và cả nhà khi mà giao dịch căn nhà này, khi mà mình mua bán sẽ được gia chủ mình bảo hành cho mình trong vài năm sử dụng luôn á. Và từ khoảng tầng lửng nhìn thông thường xuống bên dưới nè cả nhà. Đây. Đó, thoáng chưa? Và gian tầng lửng đã được gia chủ mình đầu tư gian bếp đầy đủ các trang thiết bị. Mình có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh size by size lớn. Gia chủ sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà của mình là gỗ an cường, có chống ngói mọt, chống mẩm và bảo hành thay mình trong thời gian an cư sinh sống. Trong đó mình có bếp âm mặt đá, máy hút mùi, bồn rửa đầy đủ phụ kiện bếp với tông chủ đạo là màu kim, màu xám cho ngôi nhà của mình. Nhìn cái tông màu nó đơn giản nhưng mà rất là hài hòa và hợp lý hơn cả nhà. Bộ bàn ăn của mình đây. Đó, chiêu chưa? Bộ bàn ăn 6 ghế và bên trong này gia chủ còn thiết kế cho mình một cái tủ để rượu, tủ trưng bày luôn. Bên trên có hệ thống điện trực nè. Nét quá cả nhà. Và nhìn khoảng thông tầng một lần nữa. Cả nhà mình đã đến tham quan thực tế căn nhà này thử. Bên ngoài rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Với tông màu gia chủ mình thiết kế á, nhìn vào nó nhã nhặn mà nó sang lắm luôn á. Và di chuyển lên tầng tiếp theo. Nhà mình có tổng là 3 phòng ngủ. Thằng đi thích nhất của ngôi nhà này vẫn là góc hai mặt tiền đường mà lại thuộc hai hướng đó chứ. Một số khách hàng mình hợp hướng này thì chọn đi vào hướng bên này, còn hợp hướng bên kia thì đi vào hướng bên kia đó. Và di chuyển lên tầng tiếp theo nè, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Tầng đầu tiên một phòng ngủ to tại khu vực này, đầy đủ các trang thiết bị nội thất bên trong nha cả nhà. Phòng ngủ master đẹp chưa? Chúng ta có giường ngủ nè. Đây chiếc giường ngủ rất là xinh xắn luôn cả nhà. Và gia chủ còn thiết kế cho mình một cái vách ngăn riêng biệt, ngăn cách giữa phòng ngủ cũng như là khu vực thay đồ riêng tư riêng biệt bên này luôn. Một không khí phải nói là rất là hợp lý cho khu vực phòng ngủ của mình. Phòng ngủ đầy đủ các trang thiết bị nè, giường ngủ nè, rồi hệ tủ tách đầu giường. Gia chủ thiết kế bo tròn khu vực giường ngủ nhìn quá là đẹp luôn cả nhà. Còn bên đây là mình có cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài nữa nè. Em nghĩ là cái cửa sổ này mình nên để một cái rèm cửa nhìn nó sẽ sang hơn và nó đẹp hơn, nhìn nó chiêu chiêu, nó nhẹ nhàng đó cả nhà. Thằng Ly vẫn thích những cái rèm sử dụng bằng rèm hơn là những cái rèm kéo như vậy. Và đây là khu vực bên này sẽ là phòng thay đồ. Chúng ta có bàn trang điểm, tủ quần áo, đầy đủ các trang thiết bị bên trong. Cùng thằng Ly chúng ta ngắm nhìn từ từ khu vực này, rồi em sẽ di chuyển ra phía khác nha cả nhà. Đây, mình có thêm cái ban công phía trước nữa nè. Đó, ban công khu vực trồng cây, trồng hoa. Mình chơi nữa không? Cái hướng này nè, mình đi cũng được luôn á. Cái này là chỉ là một cái tấm thạch cao do chủ mình sử dụng thôi. Cả nhà mình không thích cái này mình vẫn gỡ ra được á cả nhà. Đó, nhìn rõ hơn từng ngóc ngách không gian bên trong luôn. Đẹp quá không? Nhà gia chủ thiết kế nét gì đâu luôn á, rất là chăm chút cho một căn nhà phố, phân khúc giá bán 7 tỷ hơn. Và cùng hàng này chúng ta di chuyển vào bên trong toilet cũng rất là to luôn nè. Đây mình có một cái lối cửa di chuyển ra ban công bên này nữa chứ. Nhà mình có hai mặt tiền nên hướng nào cũng có ban công di chuyển ra bên ngoài hết đó cả nhà. Ban công khu vực trồng cây trồng hoa. Và di chuyển vào bên trong toilet của mình, rộng chưa? Chúng ta có lavabo đường soi, bồn tắm sục, bồn tắm nằm và tắm hoa xiên đứng. Ô cửa sổ mở ra bên ngoài, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn mình cả nhà. Thoáng quá ha. Đây, bên kính ngăn kia đầy đủ các trang thiết bị cho cả nhà ơi. Và cùng hàng này chúng ta
ta tiếp tục di chuyển đến cái tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Cái này mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly tham quan thực tế và bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Một căn nhà ngay vị trí phường 16, cái nhà mình di chuyển về ngã năm Đà Vấp thì tương đối gần luôn, và cái sân bay Tân Sơn Nhất tầm khoảng 15 phút di chuyển. Và di chuyển lên tầng tiếp theo được gia chủ thiết kế cho mình gồm hai phòng ngủ, bên dưới là một phòng master, bên trên này là hai phòng như cái nhà. Hai phòng này gia chủ sẽ thiết kế cho mình sử dụng chung một toilet nè. Đây di chuyển vào phòng ngủ thứ hai, cái tầm màu kem nhìn nó sen gì đâu luôn, và có ban công phía trước nữa, rèm màn cửa hai lớp đầy đủ và hoàn thiện. Đây bàn trang điểm, giường ngủ, tủ quần áo, đụng nóc lên trên, máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng. Và phòng ngủ thứ hai đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện luôn, cũng đầy đủ nè cả nhà. Phòng ngủ thứ hai là với lợi thế là có hai cái ban công luôn cả nhà, ban công khu vực này nè, và ban công ngay phía bàn trang điểm đi ra nữa chứ. Nó đẹp quá, nhà nào mà quý khách hàng nào mà thích những căn nhà thông thoáng như vậy thì không nên bỏ qua căn nhà này đâu. Căn nhà này thiết kế rất là hợp lý luôn á, vừa thoáng vừa mát, thì đủ ánh sáng tự nhiên nữa chứ, mở cửa ban công ra thì thoáng lắm luôn cả nhà. Và mình di chuyển tiếp tục để cả nhà mình cùng tham quan. Đó, rèm màn cửa chill quá ha, phòng nào cũng đã lắp máy lạnh rồi. Ở đây là để thiết kế cho mình một cái khu giặt sấy ở đây nè cả nhà, và bên trong là mình có vách kính ngăn riêng luôn, lavabo đường soi đầy đủ, gạch ốp cao phơi trần lên trên, và hai cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài nè, và tấm hoa sen đứng. Và ngay tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. 7 tỷ 850 triệu đồng, giá còn thương lượng với chính chủ nữa, và tặng lại toàn bộ nội thất bên trong nhà. Sổ hồng thì hoàn công đầy đủ, công chứng mua bán trong ngày luôn nè. Và bên trên này hiện tại gia chủ sẽ thiết kế cho mình có cái bàn, cái lan can sắt trên này nữa, nhưng mà đang gắn á cả nhà, tại vì nhà vừa mới xong luôn, tranh thủ qua quay khách hàng mình xem. Đây bàn trà, ghế ngồi như một ly trà, một ly cà phê, nơi tổ chức tiệc nướng BBQ. Ở đây mình sẽ lắp thêm những cái lan can che chắn này nữa. Và cái nhà mình sử dụng bên trên này thì có thể sử dụng làm phòng thờ. Gia chủ sẽ thiết kế sẵn cho mình một cái phòng thờ nếu mà mình có nhu cầu luôn, tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình. Ở bên trên đây đặt bồn nước cái máy nước nóng năng lượng mặt trời nè. Chỗ này Sài Gòn mình chuyển mưa rồi đó, vào mùa mưa ngày nào cũng mưa hết. Cả nhà khi di chuyển thì nhớ mang áo mưa theo. Với khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng đi tham quan thực tế để làm việc trực tiếp với chính chủ và sổ ngôi nhà cho mấy hợp lý nhất. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Em đi chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm mặt thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng đi xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón một năm 2024, một năm vạn sự như ý nhé cả nhà. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.